thôi. Cô quan tâm không? Mấy cái này coi đi. Nếu mà nhiều chữ nhất nè. Hai chồng này là nó nhiều lắm nè. Ủa, cái này luôn. Này nè. Anh đang làm mà má không? Đây mình được hai lập nha. Hôm nay là mình đi xin cái gì? Đỡ chơi không? Xin lộc ở chùa nha. Cái lê của em từ trước tới giờ. Hôm nay là mình xin lộc. Giao thừa. Giao. Chị có biết đâu à con? Em hay quá em. Mấy cuối mà cứ hỏi chị. Xin lộc ở chùa. Tưởng em để cái lê ở đây nè, nó lại đây nó nhờ nè. Mày tính đi à. Đây là chồng, đây là vợ, chồng mà không vợ. Mở nhau. Thương ăn bánh mì á. Bánh mì không? Thôi mình đi nè. Thôi giờ thì mình được hết trơn rồi, thôi mình xin phép mình về. Nói này lấy rồi mà còn muốn lấy nữa nè. Không. Lấy rồi muốn lấy. Mình muốn ăn một bánh. Một trái cà pháo. Sáng về.